nhà trong chợ phi sư đà na khả năng của là một thả giấy kho chợ món này chợ món và món để tiệt tiệt tờ để tiệt bớt xa xít xua thì đỡ thế thảo của ó lê lia na ó lê lia nhìn chù cơn gầu chỉ chờ để nó na giờ tiệt lên thứ mua họ để nó cho nên mà ô tô dù mù kệ là mù nhua họ dù sợ là mó họ dù rõ là mó thế gì nữa thế thảo thế lúc chạy thế sao ờ thế khó dùng dây to nè dây to chỉ ở trong mó cần cầu cho nên mà dùng nó ở chữ thảo chữ tàu nè nó cái lô nó thì cao nó chỉ nè ở trong mó mó to chỉ khó nên một chỉ cho chua nhau cho hậu nó nè cho chua nó mà thấy hoa chua chua lình nè chỉ như cho cho mình chỉ lấy chế như là đợi tê tao bắt tao chế nên cũng chỉ cho chia thế nè khả năng chế nên mình chỉ cho cha đào nè mới cha đào chế là một trồng muốn sửa chu hú chế muốn chế là một trồng cỡ lư chỉ mà mới khó chờ chế là một sờ trâu cọ nữa đu chỉ chờ chỉ không muốn chế là một khử trâu nè bởi nó chỉ có một trâu khó mò để nó rong ở giờ thì anh ấy chỉ chỉ chờ nó chỉ nên mình chỉ chờ để câu nó nhở chỉ để câu nó mà cái thế chờ nó bây giờ nắm sớm sải xù nó chỉ để câu nó chờ được nó đỡ hơn nhất đầu tiên đó là thảo lúc xa gì muốn no phở thì nhỉ mua cho lòng trâu phở có câu nữa nè thì mới cho nó là cho là mùng trâu là dân tàu ạ chết sẽ khó chua nó cũng mua cho là cho chết xin nó suy để thảo chân đâu.